Thưa quý vị, từ sau khi thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, thông thương cả nước thuận lợi đã kéo giá các mặt hàng nông sản tăng lên. Giá rau củ quả và thực phẩm tươi sống như là sữa, gạo, dầu ăn đều tăng từ 10 đến 30%. Dự báo tăng tiếp trước sức ép của nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển lên cao. Đại diện một hệ thống siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều nhà sản xuất cung ứng đề nghị tăng giá bán, trong đó chủ yếu là nhóm hàng nhập khẩu, thực phẩm tươi sống. Hệ thống này đang cân nhắc và có thể chấp thuận điều chỉnh tăng giá từ 5 đến 15%. Có một số sản phẩm tăng đột biến đến 30%. Dự báo giá hàng hóa có thể tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là vào dịp Tết năm nay khi nhu cầu thị trường tăng cao. Thưa quý vị, hiện giá phân bón thức ăn chăn nuôi tăng mạnh từ 30 đến 80% so với cùng kỳ các năm. Bên cạnh đó thì giá ga, xăng cũng liên tục vượt đỉnh. Vật tư đầu vào đội giá đang đè nặng lên vai người nông dân. Theo các chuyên gia, đây sẽ là yếu tố quyết định một mặt bằng giá mới cho nông sản trong bối cảnh bình thường mới. Và phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này. Từ đầu tháng 11 năm 2021, giá rau xanh, thịt lợn đồng loạt tăng giá sau một thời gian dài chạm đáy vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tăng cao nhất là các loại rau gia vị với mức tăng gấp 3 tới 5 lần so với cách đây 2 tháng. Đắt đỏ bán khó bán lắm. Ở nhà nó lên cao, xuống đây bán đắt giảm nó mua nó. Đắt quá người ta mua, người ta kêu lắm. Nguyên nhân của đợt tăng giá này được cho là do chi phí vận chuyển, giá vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, cùng nguồn cung giảm mạnh do mưa bão trong tháng 10 vừa qua. Trong lĩnh vực chăn nuôi, giá vật tư như thức ăn, thuốc thú y cũng đã tăng mạnh từ 40 tới 80%. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, nguy cơ các mặt hàng nông sản thực phẩm đội giá sẽ rất cao. Nếu kéo dài thế này, nó không phải là đột biến dăm bữa nửa tháng gì đâu. Thì như thế là rõ ràng, phải không ạ? Nếu hạch toán đầy đủ, làm ăn nghiêm chỉnh thì vẫn tạo ra một cái mặt bằng giá mới về các cái sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên thực tế hiện nay, giá đầu vào tăng phi mã nhưng giá đầu ra của nông sản chỉ tăng nhỏ giọt. Trong khi đó, người tiêu dùng lại phải mua nông sản với giá cao gấp rưỡi, thậm chí cao gấp 2 lần giá nông dân trực tiếp bán ra. Một phần lớn lợi nhuận đang chảy vào túi của bộ phận trung gian. Vì vậy cần có giải pháp để quản lý giá cả, cân bằng thị trường. Phải tổ chức những cái chuỗi cung ứng ngắn là đi thẳng từ sản xuất đến bán lẻ, từ chăn nuôi bán lẻ. Thì hiện nay chúng ta qua ba bốn cầu trung gian lại cộng thêm bán lẻ thì coi như là hỏng rồi. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động quý 3 năm 2021 đạt 5,2 triệu đồng một tháng, giảm 847.000 đồng so với quý trước. Con số này được dự báo là khó có thể cải thiện trong quý 4 năm nay do dịch COVID-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại tại nhiều địa phương. Mặt bằng giá nông sản mới nếu xảy ra sẽ khiến nhiều bà nội trợ gặp khó khăn khi lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11 tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg. Trong khi đó thì giá lợn hơi miền Nam không đổi. Giá lợn hơi tại thị trường miền Bắc giảm nhẹ, đang giao dịch quanh mức 44 đến 47.000 đồng 1 kg. Tại Tuyên Quang, giá xuống còn 44.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua, trở thành địa phương có mức lợn hơi thấp nhất khu vực. Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên và Hà Nội hiện thu mua lợn hơi với giá 47.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá lợn hơi cao nhất khu vực. Sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg, hầu hết các tỉnh thành như Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái, Nam Định đang giao dịch trong mức 45 đến 46.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên cũng đang giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Mức thấp nhất là 45.000 đồng 1 kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, cùng giảm 1.000 đồng 1 kg Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Quảng Trị và Đắk Lắk đang giao dịch tại mốc 47.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang, cao nhất ở mốc 50.000 đồng 1 kg. Mức phổ biến từ 45 đến 49.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì giá cam tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Tại nhiều sạp trái cây bình dân, giá cam sành chỉ còn 15.000 đồng 1 kg, bằng 1/2 so với thời điểm trong giãn cách. Tại các siêu thị, cửa hàng chuyên trái cây cũng giảm hơn 50% với giá niêm yết quanh mức 20.000 đồng 1 kg. So với tháng 9, giá cam giảm trên cả nước do rơi vào thời điểm thu hoạch nên nguồn cung tăng mạnh. Tại Tiền Giang, giá cam đang từ 8 đến 16.000 đồng 1 kg, giảm từ 1 đến 4.000 đồng 1 kg so với tháng 9. Ngoài cam thì các loại quả có múi khác như là chanh, quýt cũng giảm giá do đang vào mùa. Tại Tiền Giang, giá chanh giấy còn 10.000 đồng 1 kg,
giảm 4.000 đồng 1 kg, chanh không hạt 6.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay ngày 5 tháng 11 đến ngày mai 6 tháng 11, các tỉnh miền Bắc thời tiết tạnh giáo, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng. Từ khoảng ngày 7 tháng 11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về, ảnh hưởng đến thời tiết của Bắc Bộ. Trời chuyển mưa và mưa rào ở nhiều nơi. Từ đêm ngày 7, trời trở rét, vùng núi nhiều nơi có rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đây sẽ là đợt rét diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm cho tới giờ. Chủ yếu thời tiết sẽ ở trạng thái rét khô, trời nắng về ban ngày và rét sâu về ban đêm. Bà con tại vùng núi cao cần chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc bằng cách như sau. Cung cấp đủ thức ăn thô xanh cho trâu bò với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể. Đặc biệt chú ý rằng những ngày rét đậm rét hại tăng từ 5 cho đến 10% khẩu phần ăn so với những ngày bình thường để vật nuôi đủ năng lượng chống rét. Đối với những ngày rét đậm, cần cho trâu bò uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với lượng là 15 g trên 10 lít nước, bổ sung thêm vitamin, điện giải, đường gluco, men tiêu hóa vào nước uống. Chủ động dự trữ thức ăn cho trâu bò bằng hình thức ủ chua thức ăn xanh. Và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.